Ngon không? Mai đi nướng hai chị ăn tiếp nhá. Ê, chị đâu rồi? Hai chị đâu rồi? Ừ? Hai chị ngon, không ngủ chưa? Ừ? Sao? Hả? Hai bài? Sao? Ừ? Ừ? Sao? Ừ? Thế nè, vào đây xem. Yeah.
Mùi gì đây? Hả? Đi làm gì đây? À, bên nước khoai đấy à? Ê, bên nước khoai đấy à? Hả? À, bị đói đó à? Khoai chín đi nha. Chín chưa? À, để xem nào. Mở xem này, bà con xem chín đi nào. Chơi nhá, chơi ba lên gọi hai chị dậy nhá. Chơi đấy. Hắn con dậy nào, xuống khoai Bibi đây. Cắt đó. Đúng rồi đây à. Đi chụp ăn đây. Mày con ăn đi, ăn đi. Ngon lắm, ăn đi. Bia ăn ngon nữa. Đây là mật đấy. Phải xuất khẩu châu Âu ấy. Đem ngon nhỉ. Ngon lắm. Mai bi nướng hai chị ăn tiếp nhá. Nhá. Nhá, anh đói à?